Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục những thông tin về vụ việc rơi máy bay chở khách tại Trung Quốc. Các nhà điều tra đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của hộp đen máy bay bị rơi và cũng chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Và hiện tại đang có ở hiện trường nên là việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh chi tiết. Ông Chu Đào, chủ nhiệm Ban an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, CACC cho biết không tìm được người sống sót nào. Và bên cạnh đó, chiếc máy bay đã bị phá hủy khiến việc điều tra trở nên rất khó khăn. Đến nay, đội cứu hộ chưa tìm thấy người sống sót. Có tổng cộng 123 người trên máy bay, không có người nước ngoài. Máy bay đã hoạt động được 6,8 năm, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cất cánh. Chính thành viên phi hành đoàn đều có kinh nghiệm và có sức khỏe tốt. Ông cũng nói thêm rằng chiếc máy bay gặp nạn đã không phản hồi các cuộc gọi liên tục từ kiểm soát viên hàng không trong quá trình hạ cánh nhanh đột ngột. Đội tìm kiếm gồm có 600 người gồm cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa và dân quân được điều đến hiện trường để tìm hai hộp đen lưu giữ dữ liệu hành trình bay và dữ liệu ghi âm nhằm xác định nguyên nhân tai nạn.